Hello, chào mừng mọi người đến với channel của mình và mình là Angel đây. Chúc mọi người có một ngày học tập và làm việc vui vẻ nha. Và phía sau lưng mình đây là nội thất của gói bi bíp mới ra sáng nay á mọi người. Tên của nó là mùa nghịch nước tung té. Và đây là cái bồn tắm nha. À không, không phải cái bồn tắm mà nó giống cái bồn tắm á mọi người. Cái này gọi là cái gì ta? Khi mà mình đứng vào á thì nó sẽ xịt vô đầu mình gì nè. À, nhưng mà không được. Trời ơi, đang đeo tai nghe Razer xịn sò, làm sao mà có thể tắm ướt hết rồi sao? Quên, tí nữa là mang tai nghe giục sọt rác rồi đó. Ok, và cái chỗ này là cái bồn thay đồ nha mọi người. Cái phòng thay đồ, tại sao mình lại gọi là cái bồn thay đồ được nhờ? Trời ơi, nhiều khi tôi cũng không biết ngôn ngữ của tôi làm sao luôn á mọi người. Rồi, tiếp tục phần nội thất của gói VIP nè. Chỗ này thì mình chơi được nha mọi người. Đấy, cầm cái bong bóng nước này lên tay. Xong rồi á, mình đứng đây mình ngắm nè. Mình ngắm sao mình chọi cái bong bóng ngay chân cái tâm đỏ á, là mình giỏi đó mọi người. Phần thưởng của mọi người là một cái ký đầu mo mo mo. Thì hiện tại phần thưởng là do tự mình đặt ra thôi, chứ cũng không biết phần thưởng gì luôn á mọi người. Và cái chọi bóng này rủ bạn bè chơi thì hết sảy luôn. Đứa này chọi tới đứa kia thay phiên nhau chọi đó. Còn nếu buồn buồn quá thì mang ra hai đứa chọi nhau. Khoan, để mình tắm con Louis mập này một cái. Hồi ơi, đã mập rồi mà tối ngày ăn xong rồi còn buồn ngủ nữa. Chỗ người ta đang quay video, chắc nghỉ nuôi bỏ đói đó luôn quá. Và cái gói VIP này ra sáng giờ rồi, chắc mọi người cũng đã coi nhiều kênh review hết rồi ha. Và trong gói VIP này có cái cầu thang để nhảy rất là bự luôn nè, mọi người nhìn xem. Cao to chà bá lửa luôn. Thường thường những cái cầu thang mà để nhảy vậy á, người ta lắp ở hồ bơi. Còn tôi lắp ra biển mọi người. Có khi nào nhảy phát đăng xuất ra khỏi thế giới luôn không? Nói vậy chứ ở trong game cái bạn nhúng này rất là nhẹ mọi người. Đấy, mình nhảy vậy mà nó rớt xuống có tí xíu à. Cho dù có hướng ra biển thì nó vẫn an toàn nha. Và hình như là còn một cái phao để đi dưới nước nữa mọi người. À, đi được 4 người, mình và thêm 3 người bạn nữa. Đây, phao together, tốc độ 3, nhưng mà chở được 4 người lần nha. Cũng được, rất là xịn luôn. À, trong nhà thì không có test phao được. Có gì tí nữa mình ra ngoài mình test sau nha mọi người. Và đây là bộ đồ của em, bộ đồ của gói VIP. Ồ, hồi ôi, giống như một cô bé cứu hộ vậy á. Trời, cứu hộ mà bé tí vậy rồi cứu được ai trời. Ok, mình sẽ thay sơ sơ cho mọi người coi thôi. Tại vì có thể mọi người đã xem rất là nhiều kênh review rồi, nên mình cũng không có nói nhiều về gói VIP này nữa nha. Và bây giờ đi xong mọi người. Nhắc tới vẫn còn thấy tức nè. Tối qua Louis dám lừa mình thức tới sáng để đánh liên quân mọi người à. Trời ơi, nói mình là đi ngủ. Lừa một cách ngoạn ngục luôn. Ok, thì cái gì cũng có cái giá của nó hết. Để xem coi là ổng có online không đã. Mình quyết định rồi, mình sẽ xóa bạn bè với ổng nha mọi người. Đó, xóa bạn bè trên game nha. Và trước đó thì mình đã chặn Zalo này, chặn Messenger này, chặn iMessage này, mình chặn hết tất cả mọi liên hệ với ổng rồi nha. Tới công chuyện với mình đợt này luôn. Đây là cái giá mà anh phải trả khi mà dám nói dối tôi. Đấy, xóa xong rồi, rất là nhẹ nhàng tình cảm. Và hiện tại nhà mình thì đang để chế độ bạn bè nha. Cho nên là không có bạn bè với mình thì sẽ không vào được. Đó, cắt đứt mọi quan hệ, mọi liên lạc, không cho gặp luôn. Và theo mình biết tính cách của Louis thì ổng sẽ tìm mọi cách để gặp mình ăn nỉ nha. Ok, cho nên mình đã quay video này lại để lần sau ổng chừa nha mọi người. À quên nữa, để vào đây khoe với mọi người khu này mình mới decor. Ơ, Phương Anh tới. Thôi để quành đầu trở ra nói chuyện với Phương Anh trước đã. Có gì nói mình đang quay. Chứ bây giờ bạn Tele tới mà mình im lặng thì cũng kỳ lắm. À, và Phương Anh này thì mình cũng có nói nhiều lần trên kênh rồi, là em của mình ở trên game nha mọi người. Đấy, đứa em quen biết ở trên game. Lúc đầu biết nhau thì... Ơ, sao con gái bữa nay lại mặc đồ con trai vậy? Hồi đất ơi. Ơ, à, sao mới vô một ủa rồi? À, rồi. Biết ngay mà, ông Louis nhờ qua nha. Trời ơi, sao lóc anh nữa. Đây, khúc này mình đoán được rồi nha. Nhưng mà mình cố tình hỏi Phương Anh á, coi trả lời sao mọi người. Gọi ổng qua hai người nói chuyện. Làm sao mà qua đây được, nhà chị khóa rồi mà. Ổng nói em. Nói gì cơ? Kêu em qua đây. Thấy chưa, đoán ngay bốc luôn mọi người. Nhưng mà sao qua được, chị khóa cửa nhà mà. Ờ, hay cái gì, cho chừa tội nói xạo á. Cái gì cũng giải quyết được mà, bà này. Trời ơi, thì ra là kiếm Phương Anh để cầu cứu mọi người à. Ẹt ổng lại đi bà. Cho ổng giải thích chứ. Ồ, chắc là nãy giờ nói chuyện với Phương Anh ở ngoài á mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ mở cửa, coi coi là Louis vào Louis sẽ làm cái gì nha.
Mở chưa, không thấy qua. Mở rồi. Ui ui, ta le tới kìa. Ok ok, giỏi giỏi giỏi. Không nhìn mặt, không nói chuyện. U là trời. Thank you, thank you. Đấy, chưa thấy người ta mà đã nghe giọng nói đó nghe mọi người. Thank you đồ. Cảm ơn bà Phương Anh đó. Em ơi. Ok, mình sẽ vào vai một cô bé câm. Không nói chuyện, không trả lời, không quan tâm nha. Rồi chạy lại đây làm chi, định năn nỉ tiếp hay gì? Trời ơi, phối hợp với nhau hả? Good morning to be bà nha nhô. What? Cái gì đây? Ngôn ngữ của vũ trụ nào vậy trời? Năn nỉ sao coi được nha. Đúng 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 đúng. Năn nỉ sao coi được á, chứ lạng hoạng là tôi bỏ luôn. Trời ơi, mình mở cửa xong cái mấy bạn vào nè. Chào chị hả? Nhưng mà chị không chào tụi em đâu, chị đang bực ông Louis rồi. Khi khác mấy chị em mình nói chuyện nha. Ok, hiện tại thì bên nhà mình bây giờ đang rất là đông mọi người, 30 mấy người lận. Lúc nãy là khúc đầu thôi, khúc sau á mọi người vào rất là đông và chat rất là nhiều, cho nên là mình không có biết được là ông Louis ổng năn nỉ mình cái gì luôn á. Nhưng mà từ từ đi. Ui ui, mới vào thấy nguyên dàn bét kết hợp đều level 5 hết rồi, thấy xịn rồi đó. Trời ơi, nhà giàu dữ ta. Chị đâu Phương Anh? Ổng qua tới đây ổng kiếm mình rồi nha mọi người. Kiếm một góc nào đó ẩn nấp để ổng khỏi thấy mới được. Trời ơi, cái gì mà đeo hơi tới bên đây luôn. Đã nói là không có hết giận đâu, đi theo làm gì không biết. Ây à, thôi, ta le theo gì thì ổng ta le theo được rồi. Thì trốn mà, còn ta le theo nữa. Ái chà. Chơi mà trốn. Kệ người ta nha, nhìn cái mặt anh là ưa không nổi rồi. Đừng giỏi nữa chứ, không xạo nữa. Lỡ chơi có 1-2 game à. Không quen anh đừng có chạy lòng vòng ở đây nha. Ok. Phương Anh à, đi ra chỗ khác đi. Đuổi nhỏ luôn. Hồi nãy nhờ giả người ta xong giờ qua đây đuổi. Tại mình nói chuyện với Phương Anh là mình đâu có nói chuyện với ổng đâu. Nên cay lắm. Ờ thôi, em mở chặn đi. Never. No no no, không bao giờ nha. Chặn mét, Zalo, iMessage. Rồi còn xóa bạn bè. Chơi vậy ai chơi lại. Đấy, Phương Anh đang nói giùm em rồi đó. Vừa, ai kêu cái tội nói xạo không chi. Hứa không thế nữa. Nói dối được một lần là sẽ nói dối nhiều lần. Đúng không mọi người? Đúng đúng. Bây giờ em nói đi. Mở blog hay không? Ô, trời ơi, nói chuyện giống như ra lệnh người ta vậy á. Không, không mở đó. Ơ kìa em. Ư là trời, tôi không nghiêm túc được với hai con người này luôn á. Tự nhiên quay cam sang thấy Phương Anh giật mình mọi người ạ. Làm thiên sứ tình yêu. Trời ơi, cô định bắn ai đây, bắn tôi hả? Tha lỗi nha. Anh đừng có đem cái bộ mặt đáng yêu trên game ra xin lỗi em. Nhìn là ưa không nổi rồi. Bây giờ mình sẽ giả vờ im lặng tiếp nha mọi người. Hứa sao không xạo nữa. Thề. Ui, nó bắn thiệt mọi người à. Trời ơi, lấy con tên cho nó bắn thiệt kìa. Ta bắn cho hai người sẽ hòa hợp với nhau. Trời đất ơi. Chuyện nhỏ con xíu mà. Em xóa bớt bạn bè anh đẹp em cái nè. Không anh xỉu mất. Xỉu rồi đó. Thiệt tình luôn á. Nãy giờ Phương Anh nó cứ ghẹo mình cười miết à. Không biết là hai người này có toan tính gì với nhau trước không đó mọi người. Đẹp anh coi em. Thật ra thì lúc này mình cũng đã hết giận rồi. Ai đâu mà giận hoài đúng không. Nhưng mà tại vì mình thấy ổng với lại Phương Anh buồn cười á, cho nên mình im lặng không nói chuyện nha. Chị ơi hả? Rồi để trả lời Phương Anh nha mọi người. Anh mét mẹ cho coi. Ơ, chơi năng nỉ không được, không nhỏ mét mẹ. Chơi gì kỳ vậy Louis? Lớn rồi nha. Còn Phương Anh nữa nè mọi người. Nãy giờ cũng giúp Louis năng nỉ mình. Không biết là Louis mua chuộc Phương Anh bao nhiêu nữa. Thôi được rồi. Tại vì có Phương Anh nên là em tha lỗi cho anh đó. Chứ mà không có thì hả, anh mơ đi nha. Giờ ẹt anh coi. Hu hu. Lần này cho chừa nha. Đáng lẽ ra mình định block với lại xóa bạn bè ổng 1-2-3 ngày cơ.
nhưng mà ông rủ đồng bọn vô rồi á, năn nỉ rồi còn làm trò trước mặt mình nữa, bị siêu lòng mọi người ạ. Thôi thì tha cho ông lần này mọi người ha, lần sau mà phát hiện anh nói dối nữa thì anh đừng có trách em nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cuộc đàm thoại của hai anh em nhà bọn họ khi mà năn nỉ mình xong rồi á. Anh ẹt được lại chị rồi, giúp rồi lại đi. Phương Anh hết giá trị. Bye. Phủ Phàng vậy sao? Thế nhá. Ôi cuộc đời, hẹn không gặp lại. Trả thù lao đi chứ, 50 kim cương đó. Ok, thì hai anh em bọn họ chỉ giỡn với nhau thôi nha mọi người. Đừng có nghĩ nhiều nha. Tại vì bọn mình chơi thân với nhau mà, cho nên là những cái từ ngữ bọn mình nói chuyện với nhau á, đôi khi nó cũng hơi khác tí. Ok, và clip đến đây cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nhớ đăng ký và bật chuông thông báo để xem những video mới nhất từ Angel Official nha. Bye bye mọi người.